Năm 2008, Jason Voorhees bị chính phủ bắt giữ và đưa đến trung tâm nghiên cứu ở hồ Crystal. Năm 2010, giáo sư Rowan quyết định đưa Jason vào trạng thái cấp đông sau nhiều lần cố gắng giết tên sát nhân không thành công. Một nhân viên đến kiểm tra và sau đó lấy khăn trùm đầu hắn lại. Đúng lúc này, giáo sư Wimmer đến cùng với trung sĩ Marcus và lính của mình để mang Jason đi. Ông ấy không muốn đông lạnh tên sát nhân mà sẽ tiếp tục nghiên cứu hắn. Một cơ thể bất tử, khả năng hồi phục nhanh chóng là một điều đáng giá với khoa học. Tuy nhiên, giáo sư Rowan không muốn vì cô ấy hiểu rõ Jason cực kỳ nguy hiểm. Wimmer đảm bảo việc vận chuyển hắn sẽ không có gì xảy ra. Cả nhóm của ông ấy bước vào và tá hỏa khi nhận ra Jason đã thoát khỏi xiềng xích. Rất nhanh chóng, tất cả đã bị giết sạch. Wimmer là người nhanh chân nhất, bỏ chạy nhưng cũng đã phải bỏ mạng. Rowan nghe thấy tiếng động thì từ từ lại gần thì thấy trung sĩ Marcus bị ném thẳng vào cánh cửa. Ông ấy hối thúc cô hãy bỏ trốn nhưng Jason đã chặn ngay lối đi. Rowan cầm khẩu súng lên và dụ hắn đi đến phòng cấp đông. Cô ấy trốn vào một góc và đợi thời cơ, đến khi Jason bước đến thì liền xả súng, đẩy tên sát nhân vào buồng đông lạnh. Rowan khởi động quá trình rồi đi đến kiểm tra. Nhưng không ngờ, hắn đã dùng cây dựa đâm xuyên cánh cửa, làm Rowan bị thương nặng, hơi lạnh từ đó tràn ra. Và hệ thống cũng đã tự khóa tất cả các cánh cửa lại để đảm bảo an toàn. Thế là nhốt cả Rowan và Jason ở trong đó. Lần này, Jason sẽ có dịp để lên vũ trụ và khoác lên mình cơ thể robot siêu ngầu, cùng mình vào ngay video ngày hôm nay nhé. Cảnh báo, video tóm tắt có tiết lộ nội dung và tình tiết phim. Bốn trăm năm mươi lăm năm sau, giáo sư Lâu cùng với các học trò của mình đi thực địa và đã đến phòng thí nghiệm ở hồ Crystal, tìm thấy một thiết bị được sản xuất vào năm 2010. Khi mở cánh cửa ra, họ tìm thấy thi thể một người đàn ông đeo mặt nạ khúc côn cầu. Ngoài ra còn thi thể của một người phụ nữ nữa. Robot KM-14 sau khi kiểm tra thì nói rằng có thể cứu sống người phụ nữ này. Thế là tất cả được đưa lên tàu để tiến hành cấp cứu. Adrian bất cẩn làm cho Jason ngã về phía mình và cây dựa chém đứt luôn cánh tay của anh ta. Tuy nhiên với công nghệ của tương lai thì việc này không hề nghiêm trọng. Khi lên lại tàu con thoi để về tàu mẹ, cánh tay của Azrael nhanh chóng được nối liền như chưa có gì xảy ra. Cũng với công nghệ đó, Rowan đã được hồi sinh một cách thần kỳ, tính ra cô gái này đã gần 500 tuổi. Ở phía bên kia, thi thể của Jason được đưa vào phòng nghiên cứu do Adrian phụ trách. Ở đó còn có hai thực tập sinh nữa nhưng họ không được tập trung lắm nên Adrian đã cho phép hai người rời khỏi đó. Giáo sư Lâu sau khi cứu được Rowan thì vô cùng vui mừng thông báo cho một cấp trên khi họ phát hiện ra hai thi thể 455 tuổi, nhưng ông ấy không có vẻ gì là hứng thú cả. Lâu nói tiếp, một người trong đó có tên là Jason sau khi được Rowan tiết lộ. Một tên sát nhân khét tiếng trong quá khứ có thể giúp họ có một số tiền lớn nếu bán thi thể đó cho đúng người. Về phía Adrian, cô ấy lấy con mắt của Jason ra rồi mải mê thí nghiệm mà không hay biết tên sát nhân đang từ từ giả đông. Hắn sau đó bật ngồi dậy, cô gái quay sang nhìn thì không còn thấy cái thi thể ở đâu nữa. Jason liền tóm lấy nạn nhân, ném mạnh vào tường. Sau đó dìm đầu cô ấy vào bồn hóa chất. Gương mặt lập tức đông cứng rồi bị Jason đập nát. Hắn ta sau đó chọn lấy một loại vũ khí trong giống cây dựa rồi tiến ra ngoài. Cùng lúc đó, Rowan đang nói chuyện với Lâu, kể lý do tại sao Jason cần phải được cấp đông. Còn Lâu nói tất cả hiện đang sinh sống ở một hành tinh được gọi là trái đất thứ hai. Trái đất cũ đã cạn kiệt mọi thứ. Vừa rồi, họ đi đến đó để tìm kiếm xem có thứ gì mang về nghiên cứu hay không. Sau đó cô ấy được giới thiệu với những người còn lại ở trên tàu. Rowan lập tức hoảng sợ khi biết được thi thể của Jason cũng được đưa lên đây. Lâu khẳng định chắc nịch rằng hắn ta đã chết. Thế là Rowan nói đưa cô ấy đến chỗ hắn thì mới tin được. Thi thể của Adrian được tìm thấy và báo động đỏ lập tức được bật. Trung sĩ Bruski yêu cầu tất cả binh lính của mình đi săn lùng tên sát nhân. Thanh niên này nghe lệnh thì định rời đi, nhưng vừa mở cửa thì đã phải nộp mạng. Bạn gái của anh ấy, Kinsa may mắn sống sót và chạy được đến chỗ của mọi người. Dallas và Adrian đang ở phòng mô phỏng để luyện tập kỹ năng chiến đấu với người ngoài hành tinh, thì Jason xuất hiện. Hai người họ ban đầu còn tưởng đây là lỗi của chương trình nhưng khi hiểu ra vấn đề thì đã quá muộn. Adrian bị bẻ gãy đôi người, còn Dallas bị đập đầu vào tường. Quay trở lại chỗ của giáo sư Lâu, ông ấy ra nói chuyện riêng với trung sĩ Bruski để mong ông ấy đừng giết chết tên sát nhân. Vì như vậy Lâu sẽ mất đi một số tiền lớn. Lâu ra giá nhưng Bruski chỉ giả vờ đồng ý rồi và nói với cấp dưới hãy đi lụng cái đầu của Jason. Họ bắt đầu đi kiểm tra xung quanh và tìm thấy thi thể hai người đồng đội cùng một vệt máu dài dẫn đến khoang hàng hóa. Tất cả liền tập trung đến đó. Tại một căn phòng, Groot đang thí nghiệm một số mẫu vật, đến khi ngước lên nhìn thì thấy Jason ở phía sau. Nhưng hắn chưa kịp ra tay thì đã bị nhóm của Bruski đến và xả súng. Tuy nhiên Jason đã kịp thời trốn đi nơi khác. Tất cả đã dồn được Jason vào khoang hàng hóa, bắt đầu chia nhau ra để đi tìm hắn. Và việc đó là cực kỳ sai lầm, từng người một trong đội bị tên đồ tể xử lý. Mặc dù vậy, một trong số họ vẫn bắt được Jason, liền thông báo cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, vì chủ quan, xem thường Jason nên anh ta đã để tên sát nhân thoát ra được và chém một nhát đứt đôi người. Chỉ còn lại mình trung sĩ Bruski. Ông ấy bị Jason ở bên kia tấm vách tóm được và dùng một cây sắt nhọn đâm xuyên qua. Bruski nói một cây là không đủ để hạ gục ông ta, thế là Jason bồi thêm nhát nữa. Ở phía bên kia, Rowan thất vọng vì lời cảnh báo của mình trở nên vô dụng. Những người khác vô cùng hoảng loạn nhưng giáo sư Lâu đã cố trấn an, vì họ sắp đến được trạm tàu vũ trụ Saloris. Tuy nhiên, Jason một lần nữa đã đi trước một bước. Hắn đi đến khoang lái và xé xác người phi công, khiến cho chiếc phi thuyền va vào trạm vũ trụ. Mặc dù phi thuyền không bị hư hỏng nhiều nhưng trạm Saloris thì đã bị nổ tung. Hy vọng duy nhất của cả nhóm nhanh chóng tan biến. Khi mọi người đang tranh luận với nhau thì có tiếng đập cửa lớn phát ra. Tất cả im lặng và Rowan đi chậm chậm đến xem thử. Jason đã chuyển hướng và lao vào bên trong bằng lối khác.
Tất cả mọi người bỏ chạy, đến khi đã tìm thấy được một chỗ để trốn thì mới nhớ ra mình đã bỏ quên ông thầy ở lại. Giáo sư Lâu run rẩy khi đối mặt với Jason, cố gắng thương lượng với hắn ta tham gia vào một phi vụ làm ăn, rồi cả hai sẽ giàu to, nhưng thứ Jason cần chỉ là cây dựa của mình. Những người còn lại bàn bạc với nhau sẽ dùng tàu con thoi để thoát khỏi đây. Hai người đến phòng điều khiển để nạp nhiên liệu cho tàu con thoi, những người khác sẽ đi đến đó trước. Cùng lúc, Sun Aaron có một dự định mới với robot KM-14 của mình. Ba cô gái đang đi đến chỗ tàu con thoi thì Rowan nhìn thấy trung sĩ Bruski vẫn còn sống. Cô ấy nói Janessa và Kinsa hãy đi trước, còn mình chạy đến giúp ông ấy. Nhưng vị trung sĩ quá nặng, một mình cô ấy không thể giúp được. Thế là Waylander chạy qua giúp, chỉ còn lại mình Groot ở lại khoang điều khiển. Thế nhưng khi hai người họ quay trở lại thì Bruski đã biến mất. Bây giờ chỉ còn chờ nhiên liệu được nạp đầy là tất cả có thể thoát ra khỏi đây. Jason đi đến khoang điều khiển và giết chết Groot, khiến cho Kinsa hoảng sợ, đóng cánh cửa, nhốt tất cả ở bên ngoài. Dù cho Janessa và Rowan ra sức thuyết phục nhưng cô ấy vẫn ích kỷ không chịu mở cửa. Kinsa tự khởi động tàu con thoi dù cho ống nạp nhiên liệu chưa được rút ra. Con tàu vì thế không bay đi được và cuối cùng là phát nổ. Jason lúc này đi đến và chuẩn bị tóm gọn ba con mồi trước mặt. Thì Sun Aaron và KM-14 xuất hiện với một diện mạo mới. Cô ấy bước đến tự tin đối đầu với tên sát nhân, nhưng chưa kịp thì đã bị ăn một nhát dựa và ngất liệm. Jason đi đến để rút vũ khí ra thì cô ấy tỉnh lại và rút súng ra bắn. Sau 7749 phát súng, rồi đấm đá, bay lượn đủ kiểu, rồi thêm sự giúp sức của Bruski, lúc này đã băng bó vết thương, cả cơ thể của Jason đã bị nát bét. Cả bọn vui mừng hò reo vì hạ gục được tên sát nhân. Nhưng mối quan tâm tiếp theo là con tàu này sắp nổ vì thân vỏ bị nứt, làm cho thoát hơi ra ngoài. Họ chỉ có thể cầm cự trong vòng 30 phút. Có một con tàu khác ở gần đó, nhận được tín hiệu cầu cứu của họ, nhưng phải mất 45 phút mới đến nơi. Rowan này ra sáng kiến, sẽ ngắt kết nối phần thân chính của con tàu với hai bên để tiết kiệm năng lượng, duy trì con tàu được lâu thêm chút nữa, và họ sẽ ngắt kết nối bằng bom. Mọi người rời đi để thực hiện kế hoạch mà không hay biết thi thể của Jason đang nằm trên thiết bị từng cứu sống Rowan. Điện bị chập và hệ thống được khởi động trở lại. Rất nhanh chóng, Jason đã trở lại cuộc chiến với cơ thể người máy. Sau khi bom đã được đặt ở tất cả các vị trí, chuẩn bị bấm kíp nổ thì Jason đi đến. Với việc sức mạnh vừa được nâng lên một tầm cao mới, tên sát nhân dễ dàng đánh bay cái đầu của KM-14. Rồi hắn tóm được Waylander, trong khi những người khác thành công chạy ra và đóng cửa lại. Là người đang giữ kíp nổ, không còn cách nào khác, Waylander phải hy sinh bản thân cho nổ tung tất cả. Kế hoạch diễn ra thành công khi thời gian sống sót đã được kéo dài thêm một chút. Tàu cứu hộ cũng đã đến. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt thì Jason ở phía bên ngoài đấm thủng thân tàu. Một lực hút khủng khiếp xuất hiện, hút tất cả mọi thứ. Mọi người đều cố gắng bám vào thứ gì đó để chống chọi, chỉ còn mình Janessa đã bị cuốn phăng ra bên ngoài. Giờ đây chỉ còn lại Sun Aaron, Rowan, trung sĩ Bruski và cái đầu của KM-14 là sống sót. Rắc rối tiếp tục tìm đến họ khi cánh cửa để đi ra tàu cứu hộ bị mất điện, không mở được. Bruski đành phải mặc đồ vào để leo ra bên ngoài, nối dây điện lại. Cùng lúc đó, Jason đang phá từng cánh cửa để đi đến chỗ của bọn họ. Sun Aaron hỏi Rowan có biết cách nào để giữ chân tên sát nhân được hay không. Thế là họ đã tạo ra một không gian mô phỏng lại chỗ hồ Crypto năm xưa. Quả thật nó có tác dụng với Jason, nhưng cánh cửa căn nhà thì đặt ngay chỗ Sun Aaron đang đứng. Thế là Jason đi lại chỗ đó. Sun Aaron nhanh trí tạo ra hai cô em xinh đẹp làm hắn phân tâm, còn chui vào túi ngủ để Jason thỏa thích thực hiện màn giết chóc quen thuộc của mình. Bruski đã thành công cung cấp điện trở lại cho cánh cửa. Sun Aaron và Rowan nhanh chân chạy qua tàu cứu hộ nhưng họ quên mất cái đầu của KM-14. Rowan chạy ngược trở ra thì cũng là lúc Jason đã thoát ra khỏi không gian ảo. Vì để bảo vệ những người còn lại, Bruski đã đóng cánh cửa và ở lại hy sinh với hắn. Tàu cứu hộ rời đi cũng là lúc mọi thứ phát nổ. Họ ở bên trong nhìn thấy Jason ở ngoài không gian đang bay gần đến. Nhưng trung sĩ Bruski một lần nữa chặn lại và hai người đã rớt xuống trái đất thứ hai, bốc cháy và tạo thành một vệt sao băng. Chiếc mặt nạ của Jason rơi xuống hồ, báo hiệu nỗi kinh hoàng mang tên Jason sẽ trở lại một lần nữa tại trái đất mới. Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bộ phim tiếp theo.